Những sự thật trần trụi về Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Trong khung khổ bài viết này, chúng tôi xin tóm tắt lại một vài bê bối lớn liên quan đến ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2018. Và còn khá nhiều bê bối nhỏ nhặt liên quan đến ông Bộ trưởng này, nhưng chúng tôi xin đề cập trong bài viết sau. Trần Tuấn Anh đương kim Bộ trưởng Bộ Công thương với nhiều bê bối cả trong quá khứ và hiện tại, những vết nhơ không thể gột rửa và là người có những đóng góp đứng đầu cho cái gọi là phá hoại trong quãng thời gian cai trị đất nước Việt Nam. Tính từ thời điểm sau khi Đảng Cộng sản giành thắng lợi trong việc cướp lại miền Nam Việt Nam năm 1975 đến nay. Nếu như ông Trần Tuấn Anh không là con trai của ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước, thì liệu những sai phạm thời ông Trần Tuấn Anh còn ngồi ghế hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có thoát được vòng truy cứu để sau đó quay về lại chức vụ thứ trưởng rồi bộ trưởng như hôm nay hay không? Từ ông hiệu trưởng bị đề nghị cảnh cáo Trước khi chia tay ghế hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Tuấn Anh được kiến nghị của Tránh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu Bộ Công Thương cần ban hành quyết định cảnh cáo hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do không đạt cả hai tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn ở kỳ tuyển sinh năm 2012. Trước đó, vụ kế hoạch tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí vượt trần đối với sinh viên Kể từ năm học 2010 đến năm 2011, dưới thời hiệu trưởng Tạ Xuân Tề sang cả thời hiệu trưởng Trần Tuấn Anh. Theo đó, suốt 3 niên khóa, sinh viên trường này dù mang tiếng là học trường công, nhưng vẫn phải đóng học phí cao hơn so với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, dưới hình thức tiến chỉ lý thuyết và tiến chỉ thực hành. Tuy nhiên, khi thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu vào cuộc, thì tháng 9 năm 2012, ông Trần Tuấn Anh rời ghế kiêm nhiệm hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để về tập trung làm tốt vai trò thứ trưởng Bộ Công Thương do đó không có một quyết định cảnh cáo nào dành cho cựu hiệu trưởng Trần Tuấn Anh. Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh từng bị tố cáo những gì? Ở cuộc gặp gỡ báo chí vào cuối năm 2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói rằng sẽ tái cơ cấu bộ máy nhân sự của Bộ trong năm 2017. Báo chí nhớ lại vào tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh cũng từng tuyên bố thực hiện kế hoạch tái cơ cấu bộ máy nhân sự, khiến nhiều người, nhất là cán bộ cử cứ cựu, lên tiếng phản đối. Theo đơn tố cáo của một số cán bộ giảng viên đang công tác tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến báo chí phản ánh, đầu tháng 8 năm 2012, ông Trần Tuấn Anh, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra hàng chục các quyết định gây chấn động toàn trường và miễn nhiệm một loạt cán bộ không có lý do, rồi đưa một số cán bộ giảng viên về làm việc tại các đơn vị không cần chuyên môn. Với tinh thần làm việc khẩn trương trong ngày 6 tháng 8 năm 2012, hiệu trưởng Trần Tuấn Anh ký một mạch 26 quyết định từ 615 đến 640 về việc thay đổi bộ máy nhân sự của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, hiệu trưởng Tuấn Anh lại ký một loạt 10 quyết định tương tự. Trước đó vào tháng 6 và tháng 7 năm 2012, hiệu trưởng Tuấn Anh cũng ký nhiều quyết định bổ nhiệm điều động cán bộ. Theo các quyết định này có nhiều người được lên chức rất nhanh, cụ thể như kỹ sư Ninh Văn Tiến đương chức phó khoa công nghệ điện, được hiệu trưởng Tuấn Anh điều động về làm phó phòng quản trị và quản lý thiết bị ngày 13 tháng 6 năm 2012 chỉ hơn một tháng sau hiệu trưởng tuấn anh bổ nhiệm ông tiến giữ chức trưởng phòng này trường hợp ông huỳnh văn minh còn đặc biệt hơn chỉ là nhân viên với tấm bằng cao đẳng nhưng đã được cất nhắc lên chức phó phòng dịch vụ đã thế ông minh còn được hiệu trưởng tuấn anh giao phụ trách cả phòng này ngược lại không ít cán bộ chủ chốt bị hạ chức chuyển công tác sang đơn vị khác không đúng chuyên môn đang là trưởng khoa công nghệ thông tin ông đỗ công thành bất ngờ bị hiệu trưởng tuấn anh cho xuống làm phó khoa cơ khí trưởng khoa quốc tế bùi ninh tiền thì sừng sốt khi bị hạ xuống làm phó giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế, còn nữa trưởng khoa marketing Phạm Duy Hiếu xuống phó phòng quản lý khoa học, trưởng khoa máy và thiết bị Nguyễn Thạch Minh xuống làm phó khoa hóa học, trưởng khoa giáo dục quốc phòng Nguyễn Minh Luận xuống làm phó khoa lý luận chính trị, trưởng khoa cơ khí Huỳnh Văn Quang xuống làm phó phòng quản trị. Tương tự, giám đốc trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đinh Văn Đệ và giám đốc trung tâm công nghệ Hàn Lê Văn Điện cùng bị hạ xuống làm phó khoa cơ khí, giám đốc trung tâm phần mềm phạm minh tùng xuống làm khoa công nghệ thông tin đương chức phó giám đốc trung tâm phần mềm nguyễn anh sơn bị hiệu trưởng tuấn anh cho về làm nhân viên quản lý ký túc xá thạc sĩ kinh tế nguyễn thị thủy phó phòng học liệu xuống làm nhân viên trung tâm thư viện phó giám đốc thư viện phạm thủy hồ cũng bị xuống làm nhân viên phòng công tác chính trị trưởng khoa giáo dục thường xuyên đặng hữu hạnh xuống làm giảng viên khoa ô tô không chỉ bị hạ chức một số cán bộ còn mất chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2012, hiệu trưởng Tuấn Anh ký quyết định miễn nhiệm chức trưởng phòng tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng do Bộ Công Thương bổ nhiệm đối với ông Đỗ Ngọc Chín vì quá tuổi, trong khi Trịnh Xuân Ngọ bằng tuổi ông Chín cùng sinh năm 1954 thì được hiệu trưởng Tuấn Anh bổ nhiệm chức trưởng phòng quản lý khoa học. ở thời điểm đó những việc làm kể trên của hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn trái với điều lệ trường đại học do Thủ tướng ban hành. Ngoài ra những người được bổ nhiệm đều được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ trái với quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi tái cơ cấu, bộ máy nhân sự của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chẳng những không được tinh gọn mà trở nên cồng kềnh, rối rắm. Thời ông Tạ Xuân Tề làm hiệu trưởng, trường có 6 phó hiệu trưởng gồm có phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tán, phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Chính, tiến sĩ Phạm Hữu Lộc, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và thạc sĩ Nguyễn Thiên Tuế thời điểm hiệu trưởng Trần Tuấn Anh trường lại thêm một phó hiệu trưởng nữa là thạc sĩ Trần Văn Thắng, công tác tại Bộ Công Thương chuyển về. Dư luận tại trường không đồng tình với ông Thắng, không đáp ứng hai tiêu chí bắt buộc cần có của một hiệu phó trường đại học như điều lệ trường đại học quy định phải có trình độ tiến sĩ, tham gia giảng dạy và quản lý trong trường đại học 5 năm trở lên. Với 7 phó hiệu trưởng, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có nhiều xếp phó nhất tại Việt Nam. Theo điều lệ trường đại học, số lượng phó hiệu trưởng của các trường đại học không quá 3 người, Đối với trường quy mô lớn thì Bộ Giáo dục đào tạo xem xét quyết định có trên 3 phó hiệu trưởng. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng trăm cán bộ đảng viên đang công tác tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ nhà trường cần thiết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo sự trong sạch của nền giáo dục và đào tạo. Đó là một trong những nội dung trong đơn tố cáo ông Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh mà báo chí ở Sài Gòn đã nhận vào tháng 9 năm 2012. Tuy nhiên sau đó thì vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng ông Trần Tấn Anh về lại ghế thứ trưởng và lên tiếp bộ trưởng. Bộ trưởng Công Thương và ngọn cờ đầu trong việc phá hoại kinh tế và móc túi người dân. Trái ngược hẳn với hoàn cảnh nhau nhóc của dân tình vào thời kỳ suy thoái kinh tế đã tiếp diễn năm thứ 9 liên tiếp, tập đoàn xăng dầu Việt Nam, gọi tắt là Petrolimex, vẫn đạt mức lợi nhuận kỷ lục 6.300 tỷ đồng, dù doanh thu năm 2016 giảm 16,2% so với 2015 do giá dầu thế giới sụt giảm. Từ lâu Petrolimex đã được xem là cục cưng của Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp độc quyền này. Dưới thời bộ trưởng trước là Vũ Huy Hoàng, Petrolimex vẫn tỏ ra là ngọn cờ đầu của nhóm lợi ích chính sách trong những chiến dịch đi đêm với giới quan chức liên ngành tài chính và Bộ Công Thương vào thời tân bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Bằng chứng mới nhất vừa được phát hiện vào đầu năm 2017, sau đề xuất của Petrolimex với Bộ Công Thương, một lần nữa trong hai năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đắc lực cho chính phủ và đảng là Bộ Tài chính lại tìm cách móc túi tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường với mức 8.000 đồng trên một lít xăng. Cũng cuộc móc túi đầy tím biểu tượng như thế đã khiến công luận phản ứng và xoáy thẳng nghi ngờ vào tâm Bộ trưởng Công Thương. Ông Trần Tuấn Anh có phải là ngọn cờ đầu cải cách trong số các bộ ngành hiện thời như Thủ tướng Phúc ra mặt khích lệ và một số tờ báo nhà nước tung hô theo kiểu bày đàn hay không? Thế nhưng vào cái thời hết tiền và hết viện trợ mà quá nhiều dư luận phải đặt tên là thời đại quan chức hốt cú chót hay chuyến tàu vét như hiện thời. Bước lầy lội đầu tiên của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh oái oan thay lại có nét gì đó tựa tựa giống bi kịch kinh điển Formosa. Formosa ở Hà Tĩnh và thép cả ná ở Ninh Thuận. Từ quý 3 năm 2016, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Công Thương đi đêm với công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen Cà Ná của doanh nghiệp này được bế vào quy hoạch. Trong lúc trước đó dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó, Chuyện thuyết ngược dòng vào quy hoạch như thế lại diễn ra trong bối cảnh xử lý hậu quả của Formosa Hà Tĩnh vẫn cực kỳ tắc trách và dư luận kịch liệt lên án những hậu quả nặng nề, không tránh khỏi về môi trường và môi sinh của dự án thép hoa sen cà ná. Một chi tiết xã hội học mà người ta thường đề cập không chỉ là con ruột của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, tân bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh còn là anh em cọc trèo với chủ tịch tập đoàn hoa sen Lê Phước Vũ, người đã đi vào lịch sử kinh tế học phát triển mang đặc thù Việt Nam với thành ngữ ngu gì mà không làm thép. Xã hội kinh tế lại như môi với răng, sát Tết Nguyên đán năm 2017, Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chúc Tết 90 triệu dân Việt bằng hành động chính thức đưa dự án thép hoa sen cà ná vào quy hoạch và được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, cho dù trước đó đã sôi trào phản ứng trên mặt công luận về tương lai Formosa thứ hai tại dự án này ở khu vực thuộc loại đói nghèo nhất đất nước, đó là Ninh Thuận. Đơn giản là nếu thêm một biển chết nữa ở Ninh Thuận thì cảnh hoàng hôn chế độ lại càng có cơ may bị dệt thêm vào màu tối liệm, còn người dân thì tràn trề cơ hội để đào mồ cho quan chức. Nhưng dự án thép hoa sen cà ná mới chỉ là vết đen đầu tiên của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Những vết nhám khác đang lộ dần trên mặt vẫn là tên của những nhóm lợi ích chính sách như Petrolimex và EVN. Thời gian sát Tết Nguyên đán năm 2017, Bộ Công Thương tung ra một dự thảo mở rộng thẩm quyền quyết định tăng giá điện từ chỗ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gọi tắt là EVN, không được quyết định Đến chỗ EVN được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm, đồng thời thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm. Tính toán của EVN phụ thuộc vào đặc tính khôn vặt của cái mà dư luận thường gọi là tính xấu người Việt. Sẽ chẳng cần đến Thủ tướng phải ra tay, thậm chí cũng không cần đến Bộ Công Thương phải quyết. Chỉ cần chính phủ chấp thuận đề xuất vừa nêu là EVN nghiễm nhiên có quyền tự tăng giá điện ít nhất 20% một năm. Rất đáng chú ý đề xuất này hầu như không xuất hiện đồng thời với một bản dự thảo của Bộ Tài chính về tăng gấp đôi thuế bảo vệ môi trường để đạt thành tích bồ thuế 8.000 đồng trên một lít xăng lên đồng người tiêu dùng, khiến xã hội lên tiếng kêu than để tố cáo thực chất ngân sách cùng với bản chất chế độ. Vào lúc nền kinh tế Việt Nam dậm chân vào suy thoái, sự đổ bề của hai thị trường chứng khoán và bất động sản đã kéo thêm một phát minh vô tiền khoáng hậu kể từ thời mở cửa. Những doanh nghiệp nhà nước được đặc trưng bởi chủ thuyết giá chỉ có tăng chứ không giảm như EVN và Petrolimex đã tạo thành cặp song sinh có chung lợi ích. Hàng loạt chiến dịch đầu tư trái ngành của các tập đoàn này vào chứng khoán, bất động sản rốt cuộc đã tích động gánh nợ lên đến 40.000 tỷ đồng. Trong suốt nhiều năm qua, toàn bộ nợ lần đó đã được EVN và Vitalimix đổ lên đầu người dân để người dân đóng thuế. Từ sau đại hội 12 đến nay, lợi dụng hỗn quân, hỗn quan và cắt cứ sứ quân, nhóm lợi ích Bộ Công Thương lại một lần nữa quật khởi trên đầu của đồng bào mình. Sự tán tận lương tâm của quan chức và hậu quả của nó không thể liên quan đến trách nhiệm của giới lãnh đạo chính phủ. Những người đã im lặng và bật đèn xanh cho EVN và Petrolimex gây lên các chiến dịch tăng giá vào thời gian giữa hai kỳ quốc hội. Không chỉ bị lấy án bởi dư luận trong nước, khối u độc quyền doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam còn bị nhiều chính phủ xã hội dân sự trên thế giới và các tổ chức quốc tế chỉ trích kịch liệt bởi hiện trạng bệnh hoạn đó đã đi ngược với cam kết về hoàn thiện nền kinh tế thị trường mà chính phủ Việt Nam đã lặp đi lặp lại không biết chán trước cộng đồng quốc tế. Quay lại với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, một ít thủ tục hành chính lọt thỏm trong cả rừng giấy phép con của ngành công thương được ông Trần Tuấn Anh dẹp bỏ và được truyền thông tuyên giáo đảng tung hô như thể một hành động cải cách thể chế. Thực sự liệu có tương xứng chút nào với những góc tối luôn bị ban tuyên giáo trung ương tìm mọi cách bao che, không cho báo chí chỉ trích như dự án thép hoa sen cả ná, hai nhóm độc quyền chính sách EVN và Petrolimax.